Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nông nghiệp nông thôn được phát hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Chưa hết sẽ là một số tin tức nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh với tiểu mục Chuyện nhà nông. Vụ xuân năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy hơn 28.000 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt gần 56 tạ 1 ha, sản lượng đạt hơn 156.700 tấn, theo các ngành chức năng tỉnh, dự báo sản xuất vụ xuân năm nay sẽ gặp một số khó khăn như rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa xuân năm nay nhằm đạt năng suất, sản lượng cao nhất theo kế hoạch đề ra. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên lưu ý các địa phương cần bố trí lựa chọn những giống lúa phù hợp với điều kiện đất đai, đảm bảo tỷ lệ lúa lai, lúa thuần thích hợp, tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, làm đất sớm, bảo đảm về hệ thống thủy lợi. Tính đến hết năm 2023, tổng diện tích cây nông nghiệp được chứng nhận Việt Gáp trên địa bàn tỉnh đạt 6.203 ha, tăng 750 ha so với năm 2022 nhằm mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ngành nông nghiệp đã triển khai đồng bộ cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi các vùng sản xuất truyền thống sang canh tác theo hướng Việt Gáp. Năm 2023, ngành nông nghiệp đã triển khai 56 dự án mô hình trình diễn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, trong đó có 17 dự án mô hình trình diễn về lĩnh vực trồng trọt với tổng diện tích 197 ha. Các mô hình, dự án ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật được người dân tích cực tham gia và áp dụng vào trong sản xuất đặc biệt là trồng trọt theo hướng Việt Gáp. Huyện Phú Lương hiện có 27 hợp tác xã hộ cá thể tham gia sản xuất giống cây lâm nghiệp. Mỗi năm, các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn cung ứng ra thị trường trên 12,4 triệu cây giống, chủ yếu là keo, quế, mỡ, hồi, bạch đàn. Các vườn ươm trên địa bàn không chỉ đáp ứng được 100% giống cây trồng rừng mới, trồng rừng thay thế, mà còn cung ứng cho nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Cùng với đẩy mạnh công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, huyện Phú Lương cũng đang tích cực khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn, tạo vùng nguyên liệu ổn định, xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành chế biến gỗ. Thời tiết mưa phùn nồm ẩm có thể tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Đây là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau màu, làm nhiều diện tích ruộng bị thối hỏng hàng loạt nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Trong tiểu mục nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bà con nông dân một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng sâu bệnh cho rau màu trong mùa nồm ẩm. Làm khung ni lông che chắn Khung ni lông trắng che rau được làm cao khoảng 0,8 đến 1 m2, mép ni lông cách luống từ 25 đến 30 cm. Khung được làm bằng các thanh tre hoặc nứa bánh tẻ uốn cong hình mui thuyền cắm vào hai mép luống, mỗi thanh tre cách nhau từ 1,2 đến 1,5 m. Bón phân cần tăng sức đề kháng, cây rau cần đầy đủ các dưỡng chất để sinh trưởng và phát triển thuận lợi, cứng cáp trước mưa gió giá rét. Người trồng cần cung cấp đủ dinh dưỡng cho rau thông qua biện pháp bón phân cân đối trong điều kiện nồm ẩm cần ưu tiên phân bón lân kali các dinh dưỡng chung, vi lượng để rau cứng chắc khỏe mạnh ít bị dập nát và nhiễm sâu bệnh chất lượng lại được tăng cao lưu ý khi sử dụng các dinh dưỡng trên nông dân nên lựa chọn các chế phẩm phân dễ tiêu để rau hấp thu được nhanh và thuận lợi nên sử dụng phân kali trắng kali sunfat thay cho kali đỏ kali clorua dùng chế phẩm siêu lân thay cho super lân như nông dân vẫn thường sử dụng Vệ sinh đồng ruộng và để mật độ rau vừa phải, biện pháp thủ công này rất có ích cho công tác bảo vệ thực vật rau màu, nhất là khi thời tiết ẩm ướt. Các luống rau thông thoáng sẽ hạn chế được dẹp phát sinh gây hại, nấm bệnh cũng ít tấn công hơn, cây rau luôn cứng cáp và phát triển thuận lợi. Lưu ý nên chọn thời điểm thân lá rau khô ráo để làm vệ sinh đồng ruộng, bao gồm các biện pháp như nhổ cỏ, nhặt lá gốc, tỉa cây chỗ rậm rạp. Nếu độ ẩm không khí quá cao thì sau khi vặt bỏ lá gốc, nông dân cần phun thuốc phòng bệnh ngay cho rau để hạn chế nấm bệnh và vi khuẩn xâm nhập vào rau qua vết thương xây sát. Dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh. Phun thuốc phòng bệnh là việc làm bắt buộc nhằm bảo vệ rau khi gặp thời tiết ẩm ướt kéo dài, điều kiện tối thích cho bệnh hại cây trồng. Phun định kỳ 5 ngày một lần trong điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài và tuân thủ thời gian cách ly đối với từng loại thuốc. Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng hàng hóa nông sản của người dân tăng từ 15 đến 20% so với thường lệ. Do đó, ngành nông nghiệp và tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân tăng cường sản xuất, chủ động liên kết tiêu thụ nông sản an toàn, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu cho thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ngay từ đầu tháng 12 năm 2023, hợp tác xã Thành Nam ở thành phố Thái Nguyên đã chủ động xuống giống nhiều loại rau màu Đồng thời tiếp tục chăm bón những diện tích rau màu đang có sẵn để bảo đảm có sản phẩm đưa ra thị trường đúng thời điểm cuối năm khi nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao. Với kinh nghiệm qua nhiều năm sản xuất, hợp tác xã nắm rõ thời gian gieo trồng, sinh trưởng của từng loại cây trồng, đồng thời nắm vững quy trình chăm sóc để cây trồng thu hoạch kịp thời vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại bây giờ thì sản lượng rau thì sẽ được trồng nhiều lên và sẽ gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường và dự tính là sẽ khoảng 8 đến 10 tấn rau trong tháng Tết. Chúng tôi đảm bảo cam kết toàn bộ rau ở hợp tác xã Thành Nam ra là toàn bộ theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã được chứng nhận và hai đã cho quy trình trồng theo hữu hướng hữu cơ. Dịp Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng biếu tặng các sản phẩm chè tăng cao, hợp tác xã trà xanh Thái Nguyên đã tăng cường nhân lực sản xuất cũng như chủ động đảm bảo nguồn nguyên liệu chè, sẵn sàng cung ứng ra thị trường sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với giá cả được bình ổn. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái hàng Tết từ cách đây 2 tháng rồi. Cái giá cả của cái sản phẩm trà Thái Nguyên này thì cũng không không tăng cao. Chính vì thế mà cái sức mua của người dân ấy, người tiêu dùng ấy thì cũng không được cao lắm. Thì hiện tại bây giờ là chúng tôi cũng đang gọi là chuẩn bị hàng rất là đều cũng không có cái biến động gì lớn. Để bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch nông lâm thủy sản đúng thời vụ, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ. Tập trung chăm sóc, thu hoạch nhanh, gọn diện tích cây trồng vụ đông, tích cực sản xuất vụ đông muộn. Đồng thời, chủ động kiểm soát, ngăn chặn các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Sở giao các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa nông sản, thực phẩm, nhất là hàng hóa thiết yếu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, xây dựng thêm các chuỗi sản xuất liên kết, truy xuất được nguồn gốc để nâng cao giá trị nông sản, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các vấn đề về chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra thực hiện thì tập trung vào công tác tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản thủy sản và cũng kiểm tra cái việc uh, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp như cấp huyện và cấp xã, đồng thời thì tăng cường kiểm tra cái việc uh, sản xuất kinh doanh uh, chế biến các sản phẩm nông lâm sản thủy sản trên địa bàn được giao. Tri cục cũng đã xây dựng kế hoạch để mà uh, uh, lấy mẫu giám sát các sản phẩm ở uh, các vùng sản xuất tập trung, uh, các khu uh, uh, trung tâm thương mại, uh, thế rồi các siêu thị, rồi các chợ truyền thống, chợ đầu mối, rồi các cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhằm tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024, ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các cấp đã thành lập 189 đoàn kiểm tra, trong đó có 3 đoàn kiểm tra cấp tỉnh. Qua đó đã tiến hành kiểm tra 46 cơ sở, trong đó có 38 cơ sở đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, 8 cơ sở không đạt yêu cầu với các lỗi vi phạm chủ yếu là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, cơ sở sản xuất chưa đáp ứng đủ các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm tại hội nghị đánh giá công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2023, đồng thời đề nghị các địa phương phát huy trách nhiệm đẩy mạnh sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm kết hợp kiểm tra công vụ trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm, xử lý triệt đẩy, việc kinh doanh thực phẩm tươi sống trên vỉa hè, lòng đường, công khai danh sách đơn vị vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.